việc nhà. Nhớ hồi con tuổi lên ba, dỗ cho con ngủ tiếng cha ru hời. Cái cô cái vạc ngài, trong mơ con lắng vần thơ lục bát ngọt ngào như dòng sữa mẹ ngâm vào nuôi con. Công cha như núi Thái Sơn, là câu con thuộc dạy cho con đạo làm người, trong tim nay vẫn từng lời khắc sâu. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hành là câu trao mình. Truyện Kiều một áng thi kinh, cha truyền thuộc kỹ hiểu tinh biết tường. Có cha có áng văn chương, cho con tỏa sáng mặt gương tâm hồn. Mượn vần thơ của nước non, cha ơi lục bát này con